Vaccine không làm cho bạn bị ốm. Vaccine chỉ sử dụng một phần của vi trùng. Vi trùng đã ngừng hoạt động hoặc đã chết. Vì vậy, chúng không thể gây nhiễm trùng hay bệnh tật. Do cách hoạt động của chúng, vaccine cũng không tạo ra các tế bào gây ung thư, làm đột biến DNA, thay đổi chức năng não, gây vô sinh hay gây bệnh. Vaccine COVID-19 cho phép hệ thống miễn dịch của bạn tiếp xúc với một phần bên ngoài của virus COVID-19 và nó hoạt động giống như một bức ảnh của COVID, cho phép cơ thể bạn nhận ra và xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại COVID một cách tự nhiên nhất. Hãy coi đây như một bước tập dượt. Bạn không muốn hệ thống miễn dịch của mình hoạt động mà không có sự chuẩn bị trước.